Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán pháo hoa rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 23 tháng 10 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có về mới rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và sau em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan phi điệp vàng ạ. Hàng thời điểm bây giờ thì vừa mới qua mùa hoa xong cô chú anh chị nhé. Cái dòng hoa nở vào tháng 8 nên là bây giờ là nó vừa mới nở hoa cũng như là vừa qua mùa hoa xong. Hiện tại thì cây đang lên mầm rất là xinh luôn ạ. Phi điệp vàng cô chú anh chị về trồng chăm cho mùa hoa năm sau. Bây giờ em bán chỉ có 100.000 cho 1 kg thôi ạ. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo hương vani. Dòng hoa nở vào mùa xuân ạ, với cái sắc hoa hồng và hương thơm. Mùi hương vani cực kỳ là quyến rũ luôn. Và cái thời điểm bây giờ hàng đang bắt đầu là đứng ngọn rồi, tức là rất là khỏe rồi, để chờ đợi trong một mùa hoa xuân tuyệt vời của nó nhé. Cái dòng hoàng thảo hương vani em xin phép được bán với giá là 120.000 cho 1 kg. Cái dòng này thì cô chú anh chị có thể thấy là người ta bán hàng thuần ạ, một giò có thể lên đến hơn 250 đúng không ạ? Đấy. Mà cũng không có nhiều, một giò cũng không phải là lớn lắm thì cũng giá tầm 250 rồi. Một nửa kg cô chú anh chị được cái giò lan rất là đẹp rồi ạ, hoàng thảo hương vani ạ. Còn sang bên này đây thì sẽ là đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Hôm nay về một cái lô hàng đẹp mê luôn này cô chú anh chị này. Gà tròn vùng Cao Bằng cô chú anh chị có thể thấy là thân nó dẹt gần như là gà dẹt luôn. Nhưng mà khi mà sổ bông thì cô chú anh chị sẽ thấy rằng là hoàn toàn cái mặt hoa của nó là mắt nhung đen của dòng gà tròn cô chú anh chị nhé. Với những bông hoa rất là rực rỡ. Và nói chung khi đã được thưởng thức hoa của gà tròn vùng Cao Bằng thì gần như là ai cũng đều khen là cái mặt bông rất là đẹp luôn ạ. Gà tròn vùng Cao Bằng đấy ạ. Em bán với giá là hàng hôm nay rất là đẹp như này, chỉ có 170.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây ạ, sang bên này này thì em có dòng sơn thủy tiên. Dòng sơn thủy tiên với những giả hành nụ luôn, chờ đợi cho một mùa hoa vàng rực rỡ ở mùa xuân này. Cái dòng sơn thủy tiên ạ, em xin phép được bán với giá chỉ có 160.000 cho 1 kg. Từ trước nay cô chú anh chị biết rồi là sơn thủy tiên thường ở không dưới 180 đúng không ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái hoàng thảo chuỗi ngọc ạ, với những cái thân thắt đốt sáng bóng cực kỳ là đẹp như thế này. Cái hàng cũng đang chờ đợi cái mùa hoa tuyệt vời của nó đấy ạ. Cái dòng hoàng thảo chuỗi ngọc 170.000 cho 1 kg nhé. Và sang bên này đây là kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng nhé. Kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng thì thân nó không dài như những vùng miền khác đâu cô chú anh chị ạ. Nhưng mà đảm bảo cô chú anh chị rằng là cái hoa thì không, cái độ sai thì có lẽ là độ sai hoa của nó thì có lẽ ít vùng miền nào mà có độ sai hoa như là cái gà kiều vuông mỡ gà vùng Cao Bằng quê em ạ. Thân ngắn, xanh lá nên là khi mà cô chú anh chị lên giò sẽ rất là dễ trồng, dễ chăm. Và được cái giò lan tròn và khi mà sổ hoa với những cái cần hoa rất là sai thì tạo ra cái giò lan cực kỳ là đẹp luôn, kiều vuông mỡ gà. Nói chung là hàng không có nhiều cô chú anh chị nhé. Em bán là 210.000 cho 1 kg kiều vương mỡ gà vùng Cao Bằng ạ. Và sang bên này đây ạ, là em có cái dòng lan tóc tiên ạ. Cái dòng tóc tiên cũng rất là tiếc này. Hiện tại thì cũng có những cây đang nụ đấy ạ. Đó, cũng có cây đang nụ. Một nhánh như thế này thì đây cô chú anh chị này. Một nhánh như thế này mà có thể cho hai cái cần nụ luôn. Đấy, nhưng mà rất là tiếc là thời điểm bây giờ là nụ nó lớn nên là vận chuyển đóng gói về ấy, thì nụ nó cũng có bị hỏng nhiều ấy cô chú anh chị. Đây này. Đó, vẫn còn đang có nụ đấy cô chú anh chị. Đa phần là đang nụ. Và về em nghĩ rằng là cô chú anh chị lấy về ấy, thì chắc là vẫn còn đâu đó những cái nụ hoa mà cô chú anh chị được thưởng thức đấy ạ. Đây, cái nụ, cái đẹp một nhánh như thế này có thể cho hai cái cần hoa. Mà tiếc là cái cần hoa của nó nhỏ dài nên là nó bị gãy mất khi mà vận chuyển đấy cô chú anh chị. Rất là tiếc luôn đấy ạ. Này cô chú anh chị này. Nên là vẫn còn có một sót lại một số cần nụ thôi cô chú anh chị nhé. Và cái dòng tóc tiên này em xin phép được bán với giá là 120.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg. Cái dòng này này, 0,3 kg, thân dài,
y như những suối tóc luôn, với cái hoa trắng và cái họng đỏ rất là đẹp nhá. Phan sang bên này đây ạ, là em có giáng hương tam bảo sắc. Cái dòng giáng hương tam bảo sắc, một cái dòng lan gọi là dòng quốc dân đấy ạ. Hoa thì chắc là có lẽ là ai chơi lan chắc chắn là không thể thiếu cho mình những giò tam bảo sắc trong sân vườn. Cái giáng hương tam bảo sắc 140.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. À, đây bên này sẽ là dòng đai châu Thái. Cái hàng này là hàng bắc trụ của rừng Việt Nam ạ, của vườn Việt Nam nhé. Nên là khi mà cô chú anh chị về trồng thì sẽ rất là dễ thuần, dễ chăm. Châu Thái thì nó có những ưu điểm, đó là nó sẽ có rất là nhiều những màu sắc mà dễ thuần, dễ chăm, mà hoa thì không thơm, cái độ thơm thì không kém gì hàng rừng ạ. Và cái dòng châu Thái em bán 420.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo vẩy rồng này, với những cái rễ vẩy rồng khá là lớn cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị về trồng thời điểm bây giờ là sang xuân, mình sẽ được thưởng thức những cái giò vẩy rồng rất là tuyệt vời rồi đây cô chú anh chị này. Hoàng thảo vẩy rồng em xin phép được bán với giá là 100.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. À, những cái mảng rề rất là đẹp luôn ạ. 100.000 trong 1 kg hoàng thảo vẩy rồng. Và bên này ạ, em có một cái lô kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm, thì cái lô này chắc là đủ cô chú anh chị là một giò đẹp này. Và cái lô kim điệp nhựa này thì em bán với giá là 30.000 cho lô này thôi cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây ạ, thì em có hai cái phần hoàng nhạn. Hai phần hoàng nhạn này, phần này em gọi là phần số 3. Phần số 3 này lên đến 16 cây nhé cô chú anh chị nhé. Và giá của nó chỉ có 50.000 ạ, 16 cây 50.000, mỗi một cây chỉ rơi khoảng tầm 3-4.000. Và phần bên này gọi là phần số 3, và phần này thì cây khá là lớn hơn. Phần này thì em cũng bán là 50.000 cho phần hoàng nhạn tháng 4 này. Bên này đây là bạch ngọc nuôi công này. Cái dòng lan có thể coi là đẹp nhất trong tất cả những dòng địa lan ạ. Hoa nở Tết cô chú anh chị nhá, vừa đẹp mà vừa thơm. Đấy, cái dòng này không chỉ đẹp mà hoa thơm, lại nở đúng với thời điểm Tết ạ. Và một cái lô bạch ngọc nuôi công này, hàng hiện tại là đang chuẩn bị đến mùa nụ rồi đấy ạ. Bởi vì hoa Tết mà. Một lô như vậy em bán là 130, đủ cô chú anh chị là một cái giò rất là to luôn. Bên này em có hai cái lô giáng hương đuôi sắc này, lô này em gọi là lô số 2 ạ. Lô số 2 này có tất cả là 5 cây cô chú anh chị nhá. 5 cây rất là xinh. Em bán là 50.000 này. Và lô số 1 này, phần số 1 ạ. Phần số 1 này có đến 8 cây nhá. Đây ạ, 8 cây đuôi sắc là xếp rất là đẹp như vậy, cũng với giá chỉ có 50.000. Và bên này thì em có đây, một cái lô quế tím, cả một cái lô như vậy là rất nhiều luôn đúng không ạ? 40.000 cho toàn bộ cái lô quế tím này thôi. Bên này sẽ là một cái phần hái hy lan. Chỗ này thì về cô chú anh chị có thể làm được khoảng tầm 3 giò. Em bán cả cái lô này với giá chỉ có 80.000 nhé. Và dòng lan hái hy lan này thì cô chú anh chị nào chơi lan, chuyên chơi lan thì chắc chắn biết rồi là hái hy lan thì bình thường một giò thuần người ta cũng bán trên 200.000. Lèo tèo vài thân, mà đây là cái dòng hàng mà rất là dễ thuần, dễ chăm. Nên là cô chú anh chị có thể lấy những cái cây như thế này về để cô chú anh chị trồng nhé. À, sang bên này đây ạ, đây là những cái khóm Trần Mộng Xuân. Khóm Trần Mộng Xuân này, đây là khóm Trần Mộng Xuân hàng rừng cô chú anh chị nhé, chứ không phải là hàng bóc vườn cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Những bông Trần Mộng Xuân hàng rừng với cái bông hoa rất là khỏe và đẹp luôn. Những cần hoa rất là dài và những bông hoa to. Đấy. Cái màu sắc hoa rất là đẹp, cái dòng Trần Mộng Xuân này. Thì ở đây em có 3 phần nhé cô chú anh chị nhé, mỗi phần là một rề như vậy đấy ạ. Phần này em gọi là phần số 1 này, cả một cái rề to bự như thế này. Đấy, Trần Mộng Xuân thì cô chú anh chị biết rồi ạ, một cái dòng lan rất là nổi tiếng đúng không ạ? Mà đây lại là hàng rừng chứ không phải hàng trồng thuần, nên là về cây sẽ rất là khỏe nhá. Hình này là hình số 1, phần số 1 Trần Mộng Xuân số 1 em bán 80.000. Phần Trần Mộng Xuân số 2. À không phải 80.000 mà là cái phần Trần Mộng Xuân số 1 này. Em bán với giá là 180.000 ạ. Phần Trần Mộng Xuân số 2 nhá. Trần Mộng Xuân số 2 một cái rễ to bự luôn, 190.000. Và phần Trần Mộng Xuân số 3, cái rề này là với giá là 90.000 này. Và bên này đây ạ, là những cái giò kiều tím Thái rất là đẹp nhá. Và riêng dòng kiều tím Thái này thì cô chú anh chị nào mà đã từng được, từng sưu tầm rồi thì chắc chắn cô chú anh chị biết cái sắc hoa rất là tuyệt vời cái dòng kiều tím Thái này. Cái mặt bông của nó cực kỳ là đậm. Cái thân thì không có dài lắm đâu ạ, hiện tại thì thân không dài lắm đâu. Nhưng mà khi mà về chỗ cô chú anh chị trồng ấy, thì ở cái chỗ gần nhà em ấy ạ, thì cũng có một chú ấy trồng từ cái giò kiều tím Thái, gọi là cây rất là nhỏ của hàng bên em. Thì sau mà người ta trồng một năm, cây cực kỳ là bự luôn. Tuy nhiên thì kể cả nó không bự thì cô chú anh chị có thể nhìn thấy ạ, một cái giò kiều tím Thái hoa rất là dài với những cần hoa cực kỳ là dài vì tím đậm như thế này cô chú anh chị nhé. Đó, và một cái giò kiều tím Thái này hàng trần, một thuần, một cái bảng rất là nhiều thân và xinh đẹp luôn như thế này ạ. Chắc chắn là hứa hẹn cho cô chú anh chị một mùa hoa tuyệt vời đúng không ạ? Em bán một cái bảng kiều tím Thái như vậy nhá, là 130.000. 130.000 cho một cái giò kiều tím Thái hàng mặt bông tím đậm cực kỳ là đẹp. Đấy.
rất là nhiều thân. Và hàng này về cô chú anh chị có thể để vào trong một cái chậu đi, mình có thể cho thêm giá thể vào và chăm một năm chắc chắn là những cây này nó sẽ rất là lớn và cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị này. Hiện tại thì những cái mầm gốc của nó đang lên rất là nhiều đó, những cây này thì cũng đủ cho hoa rồi. Như đâu có, không biết là cái này có phải cần nụ không? À không phải. Như cây này là năm ngoái là cho cần hoa rồi đây cô chú anh chị này. Đấy, cái đây là cái cần hoa mà người ta cắt đi năm ngoái nhá. Những cái giò như thế này là thoải mái cô chú anh chị có một cái giò lan để thưởng thức hoa đẹp ở mùa xuân rồi ạ. Và bên này đây ạ là những cái chậu hương tử lan hay còn gọi là vũ nữ cá mập nhá cô chú anh chị nhá. Một cái chậu như thế này thì sẽ có ít nhất là hai cần hoa. Cây rất là khỏe và cái sắc hoa với cái màu tím đẹp một cách huyền bí luôn như thế này. Bông hoa rất là to của chính chị nhá. Đây là mặt bông của hương tử lan với cái mùi hương thơm rất là đặc biệt và cái mặt bông sắc hoa tím đẹp bí ẩn như thế này. Em bán một cái chậu hương tử lan như thế này ạ, với giá là 160.000 cho một chậu. Cây rất là khỏe mà hoàn toàn tất cả những cây này là chậu này là đều đang có hai cần nụ để cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa luôn. Và sang bên này đây ạ là cái dòng phi điệp năm cánh trắng họng hồng, cái dòng lan mà chinh phục bất kỳ một ai chơi lan khó tính đúng không ạ. Cô chú anh chị chơi lan lâu chắc chắn biết cái mặt bông của dòng này 1-2 năm trước một thân như thế này rơi vào trên 300.000 đúng không ạ. Còn thời điểm bây giờ ạ, một cái giò lan như thế này, hàng này là sẽ nở hoa Tết nhé cô chú anh chị nhé. Thân cực kỳ là nù và mập đẹp luôn này cô chú anh chị này. Dạ. Hãy ngắm cái thân của nó này, rất là mập luôn như thế này. Em bán một cái chậu như vậy chỉ với giá có 180.000 mà rơi vào ít nhất là 6 thân, mập nù ú ụ luôn. Bên này đây sẽ là những cái giò đen đô xuân ạ. Cái hàng này là hàng hoàn toàn của Việt Nam mình cô chú anh chị nhé. Đảm bảo cô chú anh chị là những cái giò này đến khi nở hoa sẽ cho cô chú anh chị một tác phẩm tuyệt vời. Cái giò mập nù ú ụ như thế này rơi vào 5-6 thân hoa trở lên. Hiện tại đang bắt đầu là cây đã đứng hết ngọn đúng không ạ. Cô chú anh chị thấy là cây đã đứng hết ngọn như thế này rồi. Và em bán một cái chậu đen đô xuân như vậy với giá chỉ có 180.000 cho một giò. Chậu nào cũng như chậu nào, đảm bảo cô chú anh chị sẽ là những cái chậu mà em sẽ lựa chọn cho cô chú anh chị đẹp đẹp nhất trong những cái giò lan em đang có để gửi cho cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây ạ là em có những cái chậu trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi cô chú anh chị nhé. Một chậu cũng rất là sum suê luôn đây cô chú anh chị này, rơi vào 7-8 thân đó. Và cô chú anh chị nào chơi lan lâu cũng biết rồi đúng không ạ, ví dụ như năm ngoái một thân trầm cổ này ạ nó sẽ rơi trên 100.000 cho một thân. Và hiện tại thì cả một chậu như vậy em bán là 180.000, rơi vào 7-8 thân trở lên. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc này. Em có cả hàng cân và cũng có cả những cái giò lan đang thuần như thế này. Tùy cô chú anh chị lựa chọn này, với những cái thân căng mướt luôn. Hiện tại có những cái cây đã bắt đầu là nhú nụ rồi cô chú anh chị ạ. Đấy. Nên là cô chú anh chị lấy về là có thể là sẽ cho hoa Tết hoặc là rất là cận Tết luôn cô chú anh chị nhé. Một giò đẹp 5-6 thân hoàng thảo chuỗi ngọc như vậy với giá em bán là 160.000 cho một giò. Thân thắt đốt sáng bóng luôn. Và sang bên này đây sẽ là giả hạc di linh xuân này cô chú anh chị này. Giả hạc di linh xuân một chậu là một thân đen mập nù như vậy. Hàng hiện tại là đã bắt đầu xuống hết lá rồi. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy những cái mắt nụ của nó bên dưới đúng không ạ. Cái dòng giả hạc di linh xuân này thì là nó là dòng hoa nở Tết đó cô chú anh chị. Với những cái thân mập nù và thắt đốt mập và căng mướt như vậy chắc chắn là sẽ hứa hẹn một mùa hoa tuyệt vời đúng không ạ. Và một chậu như thế này chỉ có giá 50.000 thôi. Một chậu sẽ rơi vào một thân hoặc là hai thân, nếu như hai thân thì nó sẽ ngắn hơn. Còn một thân thì nó sẽ dài khoảng tầm 40 cm, 40 trên 40 cm nhé. Có 50.000 cho một giò lan, cô chú anh chị có một cây giống đẹp. Đấy, chỉ bằng một giá một bát phở đúng không ạ. Một cây lan đẹp để thưởng thức một cây giống tuyệt vời. Và sang bên này ạ là em có những chậu giả hạc hồng ngọc này. Một chậu sẽ rơi vào ít nhất là 3 thân nhé. Một chậu sẽ rơi vào 3 thân. Và giá của nó chỉ có 70.000 thôi ạ. 70.000 cho một cái chậu giả hạc hồng ngọc. Còn sang bên này đây sẽ là những cái chậu kiếm Phan Trí. Và nhà vườn nói đây là cái hàng gieo hạt. Và cũng có những người mà khi mà lấy những cái giò này về đã sổ những cái mặt bông vàng rất là đẹp. Một chậu như vậy em bán là 110.000. Và bên này đây ạ là những cái chậu trầm thiên long. Cái dòng trầm thiên long này thì thực sự cô chú anh chị được ngắm ở bên ngoài sẽ cảm thấy là mê mẩn với cái sắc hoa tím đậm đà của nó cô chú anh chị nhé. Với sắc hoa tím và họng đỏ, môi tuyết rất là tuyệt vời luôn như thế này. Đấy, hàng trầm thiên long này thì cô chú anh chị có thể thấy là thân nó không quá dài đúng không ạ, nhưng mà rất là sai bông. Đấy, và ở đây ạ, một chậu trầm thiên long như vậy thì nó sẽ rơi khoảng tầm 3 thân hoặc là 4 thân.
À, 4 thân cô chú anh chị ạ. Mập nú như thế này. Em bán một cái chậu như vậy chỉ có 80.000 nhá. Một chậu trầm thiên long đẹp như vậy chỉ có 80.000 ạ. Một cái mặt bông đẹp, một cái giò lan tuyệt vời chỉ có 80.000 cho một cái giò trầm thiên long này thôi. À, sang bên này đây ạ, là những cái chậu thiên nga cô chú anh chị này. Nói chung cái dòng thiên nga ấy thì cô chú anh chị sở hữu cái mặt bông nào cũng sẽ rất là đẹp và độc đáo. Cô chú anh chị cùng em ngắm một số mặt bông của dòng thiên nga. Và đây cái hàng của em là chuẩn thiên nga cô chú anh chị nhé. Đây là mặt bông thiên nga đốm và xanh ngọc này, đỏ này và đỏ nâu này, thiên nga đen này cô chú anh chị này. Nói chung ấy mặt bông nào cũng cực kỳ là đẹp cô chú anh chị ạ, cái dòng thiên nga này này. Đó, nói chung là mặt bông nào cũng rất là tuyệt vời luôn. Và đây cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái mặt bông này. Rồi, cái bông này thời chuẩn bị nở này. Cái mặt bông này thì đỏ nâu nhưng mà gần như là cái thiên nga đen đấy cô chú anh chị, đẹp. Chờ đợi nó sổ mà ngắm mê tít, nhìn rất là mê luôn đây cô chú anh chị này. Chuẩn thiên nga cô chú anh chị nhá, hoa bền và có hương thơm ạ. Một cái cần cây là một cái cây này là một cái cần hoa rất là dài luôn này. Và ở đây ạ thì hiện tại là em đang bán những cái chậu như thế này và thời điểm bây giờ là nó sẽ chưa có nụ cô chú anh chị nhá. Giá hành căng mướt chưa có nụ. Và đảm bảo cô chú để cô chú anh chị có thể chơi một mùa hoa trọn vẹn nhất. Em bán 130.000 cho một giò cô chú anh chị ạ, 130.000 cho một giò nhá. Hàng thì thực ra thì như năm trước thì em cũng lấy hàng nụ về, nhưng mà khi mà vận chuyển đóng gói về ạ, nụ thì thường là bị chột. Nên là những cái năm về đây bây giờ hiện tại thì em không có lấy hàng nụ nữa. Bởi vì là không lấy hàng nụ thì cô chú anh chị em nghĩ rằng là sẽ được chơi hoa trọn vẹn hơn. Đến chỗ cô chú anh chị rồi cây bắt đầu mới sổ nụ thì nó nụ sẽ không có bị chột như là bị đóng gói vận chuyển khi mà đang nụ cô chú anh chị này. Và ở đây thì em có cái màu xanh cốm này, giá hành cực kỳ là bự và đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Màu xanh cốm nhá, màu đỏ nâu, màu đỏ nâu, màu đỏ đốm và màu đen cô chú anh chị ạ. Và màu đen đồng giá là 130.000 cho một giò. Nói chung là thiên nga thì mỗi một màu nó có một cái sắc đẹp riêng. Ngoài ra thì em còn có những cây nó nhỏ hơn này cô chú anh chị này, có 50.000 cho một chậu thôi. Đây là màu đỏ nâu này, 50.000 cho một chậu. Cô chú anh chị thấy là cây cũng rất là to đúng không ạ? À, màu đỏ nâu này, rồi là màu xanh ngọc này và màu đỏ đốm nhé. Đỏ nâu, xanh ngọc và đỏ đốm. Đồng giá cây khá là lớn, hàng chuẩn mặt bông cây giống, có 50.000 cho một chậu. Nói là cây giống như cô chú anh chị có thể thấy là cây khá là lớn rồi cô chú anh chị nhé. Và nó đều có khả năng cho hoa hết ạ. Cô chú anh chị thấy là những cây này thì hiện tại đang bắt đầu là rụng lá, trụi thù lụi như vậy này cô chú anh chị này, giả hành rất là bự xinh luôn ạ. Bên này thì sẽ là những cây phụ nữ hoàng hậu xanh, cần hoa của nó khi mà sổ thì dài cả mét luôn, thoải mái cô chú anh chị tạo dáng theo sở thích của mình. 35.000 cho một chậu phụ nữ hoàng hậu xanh này. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em những cái giả hành, những cái cây thiên nga bự tràng và cực kỳ là đẹp. Đấy, những cái củ như thế này thì chắc chắn là khi mà sổ hoa sẽ vô cùng là tuyệt vời luôn cô chú anh chị này. Đây là những củ to bự 130. Những củ nhỏ như này, nhỏ hơn có 50.000 thôi cô chú anh chị ạ. Và bên này ở đây ạ là những cái chậu giả hạc châu như lưỡi bệt. Cây chuẩn mặt bông như thế này và một bụi là một cái khóm rất là nhiều cây luôn, to đùng như thế này này. Đấy. Và em bán có 140 cho một giò thôi. Và sang bên này đây sẽ là rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi, để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái giò lan gọi là ưng ý nhất nhé. Xin phép được và giới thiệu từng hình một ạ. Xin phép được giới thiệu nhanh đến cô chú anh chị. Trước tiên sẽ là những cái hình tai châu Thái trước ạ. Hình tai châu Thái thì em có bán hàng cân bên này này, cô chú anh chị lấy hàng cân cũng được nhé. Hoặc cô chú anh chị chọn kỹ hơn, chọn theo hình này giúp em ạ. Hình số 1 này có 200.000 cho 4 cây châu Thái, khá là lớn này. Và hình tiếp theo, hình số 2 có 8 cây nhé, 8 cây với giá em bán là 180.000. Và hình số 3 ạ. Hình số 3 2 cây bự, lá đẹp cực luôn ạ, dày cộp luôn ạ, em bán là 170.000. Và hình số 4 160.000 cho cái hình số 4 này, có tất cả là 4 cây. Và hình số 5 ạ là 190.000 cho 3 cây châu Thái rất là đẹp ở đây à. 3 cây châu Thái này 190.000. Và hình tiếp theo là hình số 6, 2 cây ạ, 2 cây rất là đẹp. Giá em bán là 170.000. Và hình số 7, 3 cây. Đấy, 3 cây châu Thái này, cây đang nhú nụ ở cô chú anh chị này. Em bán 3 cây này với giá 150.000 nhá. Sang hình tiếp theo ạ là cái hình số giả Pháp. Cái dòng này là hoa sẽ nở Tết nhé cô chú anh chị nhé. Cây bây giờ đã xuống hết lá rồi và cô chú anh chị thấy là cây căng đẹp hết tầm luôn cô chú anh chị này. Thân căng mập đẹp hết tầm luôn cô chú anh chị ạ. Cái giò giả hạc Pháp này
là hình số 8 em bán là 180.000 dòng giả pháp. Và hình số 9 em cũng bán là 100 cái dòng số 9 180.000, rất là nhiều thân. Và hình tiếp theo hình số 10 em bán 190.000. Dạ, căng mướt cực đẹp luôn. 190.000. Và tiếp theo sẽ là hình số 11, 180 của chính chị này. 180 cho hình 11. Và hình số 12 em cũng bán là 180.000. Một hình số 13 với giá 170.000. Và hình 14 160.000 ạ. 15 Thiên Cung Lữ Bố, cô chú anh chị cùng em ngắm mặt bông ạ. Hàng sẽ chuẩn mặt bông cây giống như thế này cô chú anh chị nhá. Hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố. Đây là những giò lan gọi là treo bờ rào của nhà em, bởi vì nó quá là ít thân và quá xấu đấy ạ. Và nó nở bông một cách tự nhiên và cô chú anh chị có thể thấy hoa nó rất là đậm và chuẩn hoa đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Với những bông hoa cánh tím lịm và môi to tròn rất là xinh. Và ở đây ạ, một cái giò như thế này thì sang năm cô chú anh chị về có thể số thân của nó có thể được nhân gấp đôi luôn ạ. Giò này em chỉ bán có 160.000 thôi. Tiếp theo sẽ là hình số 16, 150.000 cho giò này. 150.000 sở hữu ngay một cái giò hạc vĩ thiên cung rất là đẹp như vậy. Cô chú anh chị thấy là thậm chí còn rẻ hơn cả hạc vĩ rừng đúng không ạ? Một cái mặt bông cực kỳ là vip và đẹp. Sang hình tiếp theo là hình số 17. Giò số 17 này với giá 150.000 thôi cô chú anh chị nhé. Hình 18 ạ, 170.000. Hình 18 thân to mập và 170.000. Và hình số 19, 150.000. Tùy cô chú anh chị lựa chọn thôi. Hình tiếp theo 20, 160.000 ạ. Hình 21, 160.000. Hình 22, giả hoa hồng đỏ cô chú anh chị ạ. Giả hạc hoa hồng đỏ. Cái hoa của nó như là cái giả hạc Pháp cũng, nhưng mà thậm chí là nó sẽ sắc hoa của nó sẽ đỏ và đỏ sáng hơn cô chú anh chị nhé, như hạc vĩ thiên cung nhưng mà nó sẽ đỏ đậm hơn. Đấy, hoa bông hoa rất là to cái dòng này này. Cái giò 22 em bán là 160.000, giả hoa hồng đỏ. Hình tiếp theo hình 23 cũng là 160.000 ạ, thân nú luôn đây cô chú anh chị này. Bình thường trước đây một cái hàng giả hoa hồng đỏ, những cái giò trước đây em bán là thân bé tí xíu, nhưng cái giò này thân rất là mập luôn. Tiếp theo là hình số 24, 150, hình 25 cũng là 150.000. Và hình tiếp theo hình 26. Hình 26 ở đây cũng là giá 150.000 và hình 27 là 150.000 nhá. 28 ạ. 150.000 này. 29 160.000. Thân mập nú luôn, dài và rất là đều này. Tiếp theo sẽ là hình 30, là một giò dáng hương đuôi cáo đây cô chú anh chị này. Cái giò dáng hương đuôi cáo, cái giò này về cô chú anh chị trồng để nó quen với cái môi trường ở nhà cô chú anh chị. Qua Tết một chút xíu thôi là cây sẽ bắt đầu là nhú nụ luôn cô chú anh chị nhá. Đấy, giò này thì em bán là 220.000 cho giò dáng hương đuôi cáo này, có 4 cây ạ, 4 cây dáng hương đuôi cáo 220. Có hai giò này thì em có khách chốt rồi cô chú anh chị này. Còn duy nhất cái giò kia thôi. Bên này đây sẽ là những cái thân điệp tím của vùng Cao Bằng. Trước đây một cái thời coi là cực kỳ là hot. Mặt bông điệp tím của vùng Cao Bằng, thứ nhất đẹp, thứ hai thân lá tuyệt vời cô chú anh chị này. Đây là một cái giò thân tím lịm luôn cô chú anh chị nhá. Đốt ngắn, rụt, nù, rụt, thân tím lịm luôn ạ. Cái giò này em gọi là giò 33. Cô chú anh chị nào mà yêu mến cái giò lan này, thân đen chuỗi và đẹp như thế này, mập nù đẹp như thế này, em bán là 180.000 nhá. Hình tiếp theo hình 34 ạ. Cũng là một cái giò thân nù đốt ngắn 2-4-5 thân. Em bán với giá là 160.000 cho giò này. Tiếp theo là hình số 35. Cái giò này em cũng bán là 140.000 cho giò này đấy ạ. Hình 35 ạ. Cô chú anh chị sở hữu và thử ngắm cái mặt bông điệp tím của vùng Cao Bằng quê em ạ. Chắc chắn là nhiều khách hàng trước đây đã rất là mê, thì chắc chắn em nghĩ rằng là một cái mặt bông mà đáng để cô chú anh chị có thể thưởng thức. Một hình tiếp theo là cái hình số 36, cái trò giò thân siêu nù này, ngắn như to như cái ngón tay luôn cô chú anh chị ạ. Đấy ạ, rất là đẹp luôn. 4 thân kiến nù cực đẹp, 100.000 cô chú anh chị nhé. Sang bên này sẽ là những giò trầm rồng đỏ này. Em còn duy nhất 3 chậu trầm rồng đỏ mập nù cực đẹp này thôi ạ. Cái giò này em bán với giá là 150.000 cô chú anh chị nhé. Hình 37 ạ, 150.000 cho một cái giò trầm rồng đỏ hoa Tết nú. Hình tiếp theo là hình số 38. Cái giò này cũng là hai thân cực vip với giá 140.000 thôi.
Đấy, hai thân cực vip và thêm một thân bên dưới nữa nhé. Và hình tiếp theo hình 39, cái chậu này rơi vào 2, 4, 5, 6 thân gì đó. 150.000 cho giỏ này này cô chú anh chị. Sang hình tiếp theo, hình số 40 là một giỏ vôi em bán với giá là 130.000. Và hình 41 cũng là một giỏ vôi cũng với giá là 130.000. 42 cũng là một giỏ vôi ạ. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy những mắt nụ to đùng bên dưới, 130.000 cho bảng vôi này. Bây giờ hàng đang bắt đầu xuống lá rồi đấy ạ. Giò long tu xuân rất là xinh đẹp, những cái mắt nụ size chi chít luôn. Cái giò này em bán 120. 44 cũng là 100.000 cho cái giò long tu xuân 44. Và 45, một cái chậu kiếm chuẩn mặt bông của chú anh chị nhá, vàng cánh bầu Hải Phòng. Hàng này bọn em bao chuẩn mặt hoa. Và hình số 45 em bán với giá là 250.000. Hình số 46 trắng Thái Nguyên nhá, chậu trắng Thái Nguyên ạ. Hai thân và hai măng đang lên, 180.000 cho chậu trắng Thái Nguyên này. Hình số 47 Bình An Kiếm, cái chậu Bình An Kiếm cực kỳ là thân thủ cực đẹp, 300.000 ạ. Và hình tiếp theo Vị Hoàng, cái chậu Vị Hoàng này ạ em bán với giá là 900.000 nhá chú anh chị nhá. Và hình tiếp theo là hình số 49 vàng Tây Ninh 700.000. Và hình số 50 ạ, 120.000 cho trắng. Trắng Tuyết Ngọc à? Trắng đi đây. Chỗ này trắng. Trắng Tuyết Ngọc cô chú anh chị ạ. Trắng Tuyết Ngọc 120.000. Và hình tiếp theo là hình số, chậu này sẽ là vàng cánh chim, chậu này cũng là 120.000 nhá, hai thân. Và hình tiếp theo sẽ là cái chậu Taiwan 4 rất là đẹp. 330.000 cho chậu Taiwan 4 này, muối giò. Tiếp theo 53 700.000 cho chậu vàng. Cái cánh cái kiếm thả kiếm kiếm tiên vũ cánh bầu mai, một cái chậu rất là đẹp. Sang bên này sẽ là hình 54. Là vàng Tây Ninh, cái chậu này cũng là vàng Tây Ninh cô chú anh chị này. Giò này em xin phép được bán là 400.000. 400.000 cho chậu vàng Tây Ninh này cô chú anh chị nhé. Sang hình tiếp theo là hình 55 ạ. Trắng Hạ Long. Chậu trắng Hạ Long này em xin phép được bán với giá là 180.000. Nói chung là hàng chuẩn mặt bông mà rẻ như hàng rừng luôn đúng không ạ. Đây sẽ là những cái đặc sản vùng miền Cao Bằng ạ. Miến rong phe đén này 100.000 cho một túi 1 kg. Măng mầm khô 200.000 cô chú anh chị nhé. Nhìn cái măng là cô chú anh chị có thể biết được cái độ ngon tuyệt vời của nó rồi. Bên này sẽ là nấm hương rừng 140.000 cho túi nửa kg, được cực kỳ là nhiều. Chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng với cái túi nửa kg 170. Nấm ngọc cầu 150, rễ mũ tần với giá 120, vàng tinh 200 và tầm gửi cây chanh em bán 220 cô chú anh chị nhé. Và bên này sẽ là các cái chế phẩm vật tư dành cho hoa lan này. Rêu rừng là 50.000 trong 1 kg, dớn vụn là 40.000 trong 1 kg nhé. Atonic 10.000 trong 1 gói, duy xanh 50.000 và dưỡng chất AB 85.000 trong 1 lọ, B1 Thái. Hùng Nguyễn 25.000 trong 1 lọ này, B1 Thái 40.000 trong 1 lọ, B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 trong 1 lọ. Xúc vật thai hormone tăng trưởng 50.000 trong 1 lọ này. Và cái đây là cái thuốc đặc trị côn trùng giá là 50.000 cho 90.000 trong 1 lọ nhé. Và bên này sẽ là cái cắt tan đặc trị thối nhũn với giá 40.000 trong 1 lọ. Siêu da dễ N3M với giá là 30.000 trong 1 lọ. Ba lọ phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 trong 1 lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá là 35.000 trong 1 lọ. Phân bón dạng túi lọc 35.000 trong 1 hộp với 20 túi lọc bên trong. Kim kim bun đặc trị thối nhũn 25.000 trong 1 gói. Dây buộc lan chiều dài 100m có dao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 trong 1 cuộn. Và Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm túi nhỏ. Túi nhỏ vậy 100g là 15.000, một túi này là 1 kg. Giá là 50.000 và một hộp 1 kg với giá là 130 Chicho Đề Ma này. Phân bón chùm quế nguyên chất dòng cao cấp ạ, 50.000 cho 35.000 cho 1 gói cô chú anh chị nhé. Đặc biệt cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này em bán là 35.000 cho một cái sản phẩm này, một cái sản phẩm em nghĩ rằng vô cùng là hoàn hảo. Thứ nhất là nó có thể cung cấp về giá trị dinh dưỡng một cách tối đa. Bởi vì nó không chỉ có dịch chuối mà còn có cả không chỉ có phân trâu mà còn có cả dịch chuối và đỗ tương trong đó. Thứ hai, phân này cực kỳ là lành cô chú anh chị ạ. Nó có thể bón một cách thoải mái mà không sợ đen đầu rễ cô chú anh chị nhé. Nên là một cái sản phẩm mà cung cấp về giá trị dinh dưỡng một cách tối ưu mà lại rất là an toàn thì em nghĩ là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ. Bên này em vẫn gói sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng.
có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán là 35 40 nghìn nhá. Nó có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời luôn ạ, như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú chị có cảm giác thư giãn an thần tuyệt vời luôn ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú chị những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú chị theo dõi. Xin phép dừng clip ở đây ạ.